Em cài fan cứng nha. Trên này lâu quá. Thôi. Nó làm mất trụ rồi. Mình phải trả thù mọi người đây, mình phải lấy lại cái trụ mới. Vũ gì? Mất ngay là cái trụ kết bạn nha chị. Em cài fan cứng đi nha. Chị áp fan cứng thôi. Rejoice now. You can. It is me. You have defeated an enemy. Thanh niên Lê, hello em. Hello anh thanh niên Lê nha. Con đá là con Nade hả? Còn đó là lính tập tướng mới. Ai ở đâu? Mình múa hay không? Hello Yên nhá, hello em nha. Không có fan cứng ai không á? Con gái tất nhiên là ưu tiên rồi. Tất nhiên là phải ưu tiên các bạn nữ rồi. Sao tự nhiên mới khách fan cứng vậy á? Đâu mọi người vẫn còn mày. Tức là người có, người mất ý. Chép cái con đấy nó máu nó kinh thế, máu nó Trang nhiều ấy. Không có fan cứng nhưng fan bê tông gần 2 năm, mặt cười lộn ruột. Ôi, mình bị choáng này. Vũ Duy, em gửi kết bạn rồi đấy. Em cài fan cứng đi nha Duy. Chị bảo rồi chị sẽ fan cứng thôi em. Bắt 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 Nata. Ủa. Ngọc chọc TV, buồn luôn. Không đánh hả? Cảm ơn Duy nhá, cảm ơn Duy đã donate sao cho chị nhá. Cảm ơn em. Mạnh Huy, sao lại vĩnh niên quân rồi? Ơ, hello Huy, sao không được chơi? Chị chơi được thì chị chơi rồi. Giờ còn nó lên này nó đau quá. Kiểu hay. A friend of the shadows. Sao nó lại hút cái lính ra nhỉ? Con đấy chiêu nó là kiểu Mạnh gì? Hi, em bỏ rồi chị lại chơi. Rejoicing. You can. It is me.